thưa quý vị và các bạn năm 2023 chuẩn bị qua đi và giờ là lúc mà cả thế giới cùng nhìn lại những gì đã xảy ra trong một năm qua vui cũng có mà buồn thì cũng có các thành tiệu đạt được trong các lĩnh vực của đời sống xã hội là rất nhiều và đáng tự hào thế nhưng mất mát do thiên tai và bệnh dịch và chiến tranh là gần như không kể xiết gần như ngày nào tuần nào thì cũng có một tin tức về một nơi nào đó trên hành tinh này đang gánh chịu một thảm họa từ thiên tai xung đột lũ lụt cháy rừng bão nhiệt đới và thậm chí là cả hạn hán sự kiện thì có thể khác nhau nhưng chúng đều có điểm chung là gây ra thiệt hại rất lớn khiến cho hàng chục thậm chí hàng trăm ngàn người đang phải lao đao và khốn khổ. Vào thời điểm đầu năm nay, cụ thể là ngày 6 tháng 2 năm 2023, thì một trận động đất có cường độ mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở miền nam của Thổ Nhĩ Kỳ, gần với biên giới phía bắc của Syria. Đáng chú ý là trận động đất này đã tiếp nối 9 giờ sau đó bởi một trận động đất khác mạnh 7,5 độ Richter, nằm cách đấy khoảng 95 km về phía tây nam. Trận động đất ban đầu với cường độ 7,8 độ Richter, nổi bật là trận động đất có sức tàn phá lớn nhất từng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, nơi thường xuyên xảy ra động đất trong hơn 2 thập kỷ qua. Sức mạnh của nó sánh ngang với sự kiện địa chấn vào năm 1939 là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong khu vực này. Tâm chấn của hoạt động địa chấn này nằm gần với Gaziantep ở miền trung nam của Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực tiếp đón hàng nghìn người Syria và đóng vai trò là trung tâm của nhiều tổ chức viện trợ nhân đạo. Hậu quả của trận động đất này được cảm nhận sâu sắc tại một số khu vực vốn đang phải vật lộn với những thách thức nhân đạo, làm tăng thêm sự phức tạp cho những nỗ lực đang diễn ra nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Từ tháng 10 năm nay, thì số liệu ghi nhận là hơn 55.000 người đã thiệt mạng và hơn 100.000 người khác bị thương ở hai quốc gia này do thảm họa động đất. Vào ngày 8 tháng 9, thì một trận động đất có cường độ là 7 độ Richter đã xảy ra tại Maroc, với tâm trấn nằm ở vùng núi Hai Aslat, cách thành phố du lịch nổi tiếng là Makarik, khoảng 72 km về phía tây nam, nơi có khoảng 840.000 người dân. Đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất tấn công Maroc kể từ năm 1900. Theo giáo sư Yid Antarazi thuộc Khoa Địa Chấn và Thảm họa Tự nhiên, Đại học Hashemite ở Jordan, thì trận động đất mạnh ở Maroc là ngang với 25 quả bom nguyên tử Ngoài số thương vong hơn 19.000 người, trong đó gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 16.000 người bị thương được công bố, thì trận động đất còn phá hủy hơn 29.000 ngôi làng, làm hư hại gần 60.000 ngôi nhà, trong đó 1 phần 3 đã bị phá hủy hoàn toàn, ảnh hưởng cuộc sống của khoảng 2,8 triệu người, tương đương với mức là 2 phần 3 dân số trong khu vực bị ảnh hưởng. Cũng xảy ra trong khoảng thời gian tháng 9 năm nay, thì cho đến thời điểm hiện tại, những hình ảnh kinh hoàng vì thảm họa lũ lụt ở Libya vẫn gây rúng động vì sức tàn phá khủng khiếp của nó khi mà cơn bão Daniel đi qua địa trung hải, nó đã mạnh lên từ những vùng biển nước ấm bất thường khi gây ra mưa xối xả ở khu vực đông bắc nước này. Trận mưa kinh hoàng đã khiến cho hai đập nước bị vỡ, tạo ra một cơn sóng cao tới 7 mét. Lượng nước khổng lồ này đã can quét qua thành phố Dena bên bờ biển, xóa sổ gần như hoàn toàn các khu dân cư và cuốn phăng mọi ngôi nhà ra biển. Theo Liên Hợp Quốc thì hơn 11.000 người đã thiệt mạng và ít nhất là 10.000 người đang mất tích với rất nhiều người trong số đó được cho là đã bị cuốn ra biển hoặc bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Các chuyên gia nhận định rằng quy mô của thảm họa này trở nên nghiêm trọng hơn bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó việc cơ sở hạ tầng xuống cấp, cảnh báo không phù hợp với tác động của khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng. Liby bị tàn phá bởi nội chiến và trải qua bất ổn chính trị trong gần một thập kỷ. Tình trạng chia rẽ đã khiến cho quốc gia Bắc Phi này không được chuẩn bị trước để ứng phó với các thảm họa lũ lụt và cản trở việc cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, Otis là cơn bão được ví như một con quái vật khiến cho giới khoa học rất là bất ngờ. Vào ngày 25 tháng 10 vừa qua, lúc 1 giờ 25 phút sáng giờ miền Trung Bắc Mỹ, bão Otis đã đổ bộ vào bờ biển Thái Bình Dương của Mexico, tấn công địa điểm cách Acapulco 8 km về phía nam. Vào thời điểm va chạm thì bão Otis thể hiện sức mạnh đáng gờm của một cơn bão cấp 5 với sức gió duy trì ở tốc độ lên tới 265 km/h. Hậu quả của bão Otis để lại rất là nặng nề với gần 80% khách sạn và 96% doanh nghiệp ở Acapulco đã bị thiệt hại. Đáng chú ý, nền kinh tế của khu vực này vốn phụ thuộc nhiều vào du lịch đã phải đối mặt với sự suy thoái nghiêm trọng do cơn bão gây ra, đã tàn phá trên một diện rất là rộng. Cập nhật tới ngày 20 tháng 12 thì số người thiệt mạng do bão đã lên tới 52 và vẫn còn 32 người bị mất tích. Một số khu vực ở châu Mỹ thì cũng không phải là ngoại lệ. Brazil ghi nhận hơn 30 người đã thiệt mạng sau các trận mưa lớn và lũ lụt ở bang Rio Grande do Sul, thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất tấn công bang này trong 40 năm qua. Ở bên kia là nước Mỹ, ngập lụt ở bang Massachusetts đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà, cửa hàng và cơ sở hạ tầng cũng như cầu đường, các con đập và cả đường sắt. Và sau khi miền trung Venezuela ngập lụt do mưa lớn thì ít nhất 36 người đã thiệt mạng và 56 người đã mất tích. Trận mưa như chút nước vào đêm 8 tháng 10 vừa qua đã làm đổ những thân cây lớn và sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở kinh doanh và đất nông nghiệp. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ cho biết, hơn 90% sự ấm lên toàn cầu trong 50 năm qua diễn ra ở các đại dương. Thưa quý vị, Trung Quốc, nước láng giềng của chúng ta trong năm 2023 cũng hứng chịu khá là nhiều thiên tai từ ngày 29 tháng 7 thì vùng đông bắc của quốc gia này đã phải vật lộn với lượng mưa và lũ lụt lớn chưa từng có tại ít nhất 16 tỉnh và thành phố do báo Doksuri, cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Thái Bình Dương vào năm 2023. Trận đột này là một dấu mốc lịch sử khi mà thành phố Bắc Kinh chứng kiến lượng mưa lớn nhất trong 140 năm qua. Đáng chú ý thì mưa đã vượt quá 60% lượng mưa thông thường của một năm chỉ trong vòng 83 giờ. Tiếp sau đó là hiện tượng báo kép xuất hiện khi hai cơn bão là Saola và Haiku trong những ngày đầu tiên của tháng 9 đã gây ra thiệt hại lớn cho khu vực Đài Loan của Trung Quốc hay là khu vực Hồng Kông của Trung Quốc cũng như một số khu vực khác ở miền Nam của quốc gia này, trong đó có thâm quyến. Mặc dù cơn bão sao la khiến các trường học và cửa hàng ở Hồng Kông phải đóng cửa hai ngày, nhưng thiệt hại thật sự diễn ra một tuần sau đó khi mà thành phố bị tàn phá bởi một cơn bão bất ngờ gây ngập lụt nhanh chóng các ca tàu điện ngầm và biến nhiều con đường trở thành sông. Theo các nhà chức trách tại Hồng Kông, thì cơn bão mang đến lượng mưa trong một giờ cao nhất kể từ năm 1884. Tại Đài Loan, thì cơn bão Hai Cu đã khiến cho hàng chục nghìn gia đình mất đi nhà cửa, mất điện và khoảng 7.000 người đã phải sơ tán. Các chuyên gia cho biết thì cơn bão kép này là một trường hợp hiếm thấy, tạo nên các điều kiện cho một cơn bão nghiêm trọng bất thường. Và ngay mới đây, trong đêm ngày 18 tháng 12, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc của Trung Quốc, gây thiệt mạng ít nhất là 148 người và hơn 1.000 người bị thương. Hơn 139.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp và hơn 207.000 ngôi nhà đã bị hư hại trong thảm họa này. Đây là trận lũ đất gây tổn thất về sinh mạng lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 2014, khi một sự kiện tương tự đã cướp đi sinh mạng của 617 người và làm hư hại phần lớn tỉnh Vân Nam. Chính phủ Trung Quốc đã ban bố cấp độ ứng phó thứ hai trong tổng số 4 cấp độ khẩn cấp. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn, nhấn mạnh tính an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân. Khoảng 2.200 nhân viên cứu hộ từ tỉnh Cam Túc, 900 nhân viên lực lượng lâm nghiệp và 260 nhân viên cứu hộ khẩn cấp chuyên nghiệp đã được huy động đến khu vực của thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói 2023 là năm của những thiên tai đau thương liên tiếp đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Thế giới mỏng manh hơn khi mà mẹ thiên nhiên bỗng trở nên nổi giận. Mỗi năm có hàng trăm cơn bão, cơn lũ quét, hạn hán hay là gió lốc xảy ra, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Con người cùng những công trình tưởng như kiên cố nhất cũng có thể trở nên mỏng manh trước sức mạnh của thiên nhiên. Không chỉ báo động về sự mất cân bằng của các hệ sinh thái, thì trái đất đang gióng lên hồi chuông mạnh mẽ nhất từ trước tới, tới nay về sự tham gia thu bạo của con người làm biến đổi môi trường một cách khủng khiếp. Bảo vệ trái đất không phải là trách nhiệm của riêng ai và cũng là thông điệp của chúng tôi muốn gửi gắm tới trong chương trình này. Thưa quý vị, đợt rét đậm rét hại ở miền Bắc đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người dân, nhất là người cao tuổi. Ghi nhận tại Bệnh viện Lão Khoa cho thấy số người cao tuổi nhập viện tăng 150% so với ngày thường. Đáng lưu ý là trong số này có nhiều bệnh nhân chuyển nặng do đến viện muộn. Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Lão Khoa Trung ương, tất cả các giường bệnh đều kín chỗ, những bệnh nhân nằm điều trị tại đây đều là bệnh nhân nặng. Trong số này có nhiều cụ bị viêm phổi do nhiễm lạnh hoặc bị tai biến mạch máu não. 3 đến 5 ngày sau một tuần trời rét và nhất là thời điểm như cuối tuần vừa rồi thì cái lượng bệnh nhân đến khám và nhập viện tăng gần như đột biến. Như khoa thì hiện tại là giường kế hoạch là có 51 giường. Tuy nhiên hôm cuối tuần báo cáo lên là 56 bệnh nhân và có một số bệnh nhân vào nó vì hết giường thì ra là cũng không 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 có khả năng để nhận như vậy cái lượng bệnh nhân là tăng so với những ngày thường là từ phải gần gần gấp rưỡi cái 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 lượng những cái ngày mà mà thời tiết nó ổn định khi trời rét các mạch máu co lại là một nguyên nhân khiến huyết áp tăng các biến chứng có thể xảy ra bên cạnh đó kèm thêm các yếu tố thuận lợi khác như chui ra khỏi chăn ấm gặp cơn gió lạnh đi tiểu đêm, tất cả đều làm cơ thể bị mất thêm nhiệt. Chính sự thay đổi đột ngột đó của cơ thể khiến các mạch máu càng co lại, huyết áp càng tăng. Khi đó với những người vốn bị bệnh tim mạch thì các biến chứng như vỡ mạch máu trong não, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim xuất hiện nhiều hơn. Như năm nay thì tôi thấy là cái đợt này có vẻ là tăng nhiều hơn những đợt trước, bởi vì À, khi trời tiết lạnh nhưng tuy nhiên cái lạnh nó kéo dài nó sẽ khiến cho các cụ cái sức chịu đựng nó kém cái thứ hai nữa là cái dự phòng uh, của 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 gia đình nó cũng không không có thể là có chủ quan ví dụ như nó cũng giống như những đợt rét trước rét hai ba bốn ngày mà cái thời tiết nó đã đỡ rét rồi thì có thể các cụ có thể chịu đựng được nhưng khi mà rét nó kéo dài cả một tuần thì cái nguy cơ mà nó dẫn đến các cái biến cố của các cụ là nó sẽ nhiều và như vậy sẽ dẫn đến các cụ nhập viện tăng hơn. Thì trong cái năm nay thì cái đợt này là nó tăng hơn nhiều. Trong đợt rét này có một nghịch lý là lượng người cao tuổi đến khám bệnh thì rất vắng, trong khi số nhập viện lại rất cao. Điều này cho thấy nhiều người cao tuổi do ngại thời tiết lạnh giá đã trì hoãn việc đi khám bệnh, dẫn đến bệnh chuyển nặng.